ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi nhìn xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cha chào chúng con, và bây giờ chúng ta nói lại với nhau lời chào của ngày lễ hôm nay. Nhưng trước khi để nói với nhau cho chính xác lời chào của ngày lễ hôm nay, cha hỏi các bạn nhỏ, hôm nay lễ gì? Bây giờ nhiều người biết quá, thôi chúng con bỏ tay xuống, la to lên nha. Chúng con bỏ tay xuống và la to lên, bởi vì nhiều người biết lắm. Hôm nay lễ gì? Rồi bây giờ cha mới hỏi nè, bạn nào giơ tay nhanh nhất cha sẽ gọi. Lễ phục chưa mà? Chưa, cha chưa hỏi mà. Lễ phục sinh là lễ gì? Cha thấy nhiều cánh tay giơ quá, không biết sao. Bây giờ nhường cho nữ nha, các bạn trai nhường cho nữ nha. Đây con, mẹ bé nhỏ nhất trên này, đi bước ra đây nhanh lên con. Lễ phục sinh là lễ gì? Con trả lời cho cả nhà thờ biết xem nào. Lễ phục sinh là... Cảm ơn con ngồi đi. Ở đây bạn ngồi kế bên chị, chắc chị nhắc qua. Tới đây. Dạ lễ Chúa thông là. Đúng không chúng con? Đúng không? Bạn nói có nghe được không? À bạn bảo là lễ phục sinh là lễ Chúa sống lại. Đúng không? Đúng rồi, cảm ơn con về chỗ. Vậy cái này thì câu này ai trả lời được hết á, cho nên bạn nào ở gần cha sẽ hỏi người đó. Con đứng lên trả lời giùm cha cái. Con đứng lên. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy? Thưa cha, là ngày Chủ nhật. Cảm ơn con, ngồi xuống. Thế bạn nữ nha, ngày hôm nay là ngày thứ mấy con? Dạ, ngày hôm nay là ngày 17. Vậy ngày thứ là Chủ nhật. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy? Cha hỏi một bạn nữa nha. Rồi bạn này sẵn sàng giơ tay nãy giờ. Dạ thưa cha, hôm nay là ngày Chúa sống lại. À đúng rồi con, nhưng mà cha hỏi là ngày thứ mấy cơ? Thưa cha là ngày Chúa nhập. Nãy giờ sau 3 lần phỏng vấn, cảm ơn con, bỏ tay xuống đi. Sau 3 lần phỏng vấn 3 bạn thì có một bạn nam nói đúng thôi. Còn một bạn nam, một bạn nữ còn lại gọi là ngày Chủ nhật. Không đúng. Chúng ta phải gọi là ngày Chúa nhật. Trong đức tin Công giáo không có ngày Chủ nhật. Cho cha để đỡ cuốn sách đây. Trong đức tin Công giáo không có ngày Chủ nhật. Và chúng con, nếu chúng con đi
đi lễ sớm, cũng như anh chị em mà đi lễ sớm, chúng ta sẽ đọc kinh ngày Chúa Nhật, kinh nghĩa đức tin làm sao. Ngày Chúa Nhật hôm nay rõ ràng giáo hội không gọi ngày này là ngày Chủ Nhật đâu. Ngày Chúa Nhật hôm nay chúng ta hiệp nhau kính lạy thờ phượng, không khen cám tạ ơn Chúa. Không khen có nghĩa là không, ở đây là chữ O chứ không phải chữ O đâu nhá. Không khen theo nghĩa của từ cổ là chúng con ngợi khen. Và ở trong niềm tin của Hội Thánh không có ngày Chủ Nhật, chỉ có ngày Chúa Nhật mà thôi. Ngày Chúa Nhật có nghĩa là chữ Nhật là ngày, còn Chúa là Chúa của mình. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Khi ở bên ngoài đời người ta sử dụng lại những ngày của Kitô giáo mình, người ta sách mé từ ngữ, người ta gieo vào đầu chúng con và gieo vào đầu tất cả anh chị em quá quen với hai chữ Chủ Nhật, Chủ Nhật, Chủ Nhật. Và cứ như thế mà chúng ta đi theo người ta lúc nào không hay, mình quên mất giáo lý của mình, mình quên mất gốc rễ của đức tin mình. Tại sao hôm nay là ngày Chúa Nhật, hay giải nghĩa là ngày của Chúa? Vì Chúa Kitô đã sống lại trong ngày hôm nay. Chúa làm chủ của ngày hôm nay, ngày của Chúa. Ngày Chúa Nhật hàng tuần chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Và đặc biệt lễ Phục Sinh hôm nay, vì Chúa sống lại trong ngày Chúa Nhật, cho nên chúng ta gọi ngày của Chúa mình sống lại, ngày của đấng cứu độ mình sống lại là ngày Chúa Nhật. Cho nên bây giờ cha sẽ hỏi lại các bạn một lần nữa, các bạn trả lời cho cha đúng nha. Và từ nay về sau tập đừng nói Chủ Nhật mà hãy nói Chúa Nhật, được chưa? Rồi bây giờ các bạn trả lời cho cha này, hôm nay là ngày thứ mấy? Chúng con trả lời thật to lên, chúng con trả lời đúng rồi đó. Bây giờ trả lời thật to lên, hôm nay là ngày thứ mấy? Chúa Nhật, Chúa Nhật. Đó là cách chúng ta tuyên xưng đức tin. Đó là cách chúng ta nói một cách đơn giản với mọi người. Ngày của chúng tôi, ngày của Chúa chúng tôi. Tuyên xưng đức tin rất đơn giản. Vì hôm nay Chúa sống lại, ngày này ngày của Chúa. Và Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng đã có cả một cái đề tài về ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa mình. Cho nên chúng ta hãy nhớ ha. Vậy cha hỏi chúng con một lần nữa, thôi cái này hỏi từng bạn đi. Bạn nhìn ở đâu? Bây giờ cho cha biết xem hôm nay là ngày cuối tuần hay ngày đầu tuần con? Đầu tuần. Ngày đầu tuần, bạn trả lời ngày đầu tuần. Rồi, cháu hỏi một bạn trai nhé. Từ từ cháu hỏi chúng con một bạn trai. Hôm nay là ngày đầu tuần hay cuối tuần vậy con? Dạ, thưa cha là cuối tuần. Bạn nữ trên kia trả lời đầu tuần, bạn nam đây trả lời cuối tuần. Bây giờ cháu hỏi một bạn nam, một bạn nữ nữa. Dạ, thưa cha là ngày đầu tuần. Vậy thì ngày đầu tuần đúng hay ngày cuối tuần đúng? Hả? Cuốn sách cha để chỗ nào rồi ta? Cuốn sách để chỗ nào rồi? Ở đây, đây. Bài tin mừng cha mới vừa công bố với chúng con. Bây giờ cha công bố lại xem chúng con nói đúng hay sai, bạn nào đúng hay bạn nào sai nha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối. Vậy thì hôm nay là ngày, đừng có nói ngày cuối tuần nữa. Người ta sắp mé niềm tin của chúng ta, người ta gieo vào đầu chúng con ngày này ngày cuối tuần. Và chúng ta quá quen với cái xã hội, quá quen với cái xã hội bài xích Kitô giáo, quá quen với xã hội chống đối đức tin. Thành ra chúng ta nhiễm nó lúc nào rồi mình theo nó luôn.
mình dám gọi ngày của Chúa mình thành một ngày khác, mình dám gọi ngày đầu của một tuần mới, Chúa thánh hóa ngày này thành ngày cuối tuần. Lẽ ra chúng ta mang đức tin mình cho người khác thì mình lại để cho kẻ khác cắp mất đức tin của mình đi. Cuối cùng mình theo kẻ nào mà mình không còn đứng vững trong giáo lý đức tin. Đó là đáng trách của người Kitô hữu. Ngày hôm nay vào năm xưa cũng là một ngày Chúa Nhật như thế này, sau khi chiều hôm qua, chiều thứ bảy tuần thánh, Chúa Kitô được hạ xác từ trên thánh giá xuống và được chôn táng trong mồ, thì sáng sớm hôm nay thánh nữ Maria Magdalena chắc là sáng sớm lắm, sớm hơn giờ này, thánh nữ Maria Magdalena xách bình dầu thơm của mình định ra mồ Chúa để sức thuốc thơm, sức dầu thơm thêm vào xác của Chúa. Thì thánh nữ Maria Magdalena đã gặp phải một trục trặc. Trước khi giải thích trục trặc này, cha nói với chúng con một chút về mộ. Người Do Thái, người ta không đào mộ xuống đất, người ta chôn táng người chết, mà người ta có rất nhiều những hang động, những núi đá. Có nơi thì người ta đục vào trong núi đá, có nơi thì có những hốc đá sẵn. Thế là người ta đưa người chết vào trong những hốc đá hay đục trong cái hang đá ấy, đưa người chết nằm vào đó. Và xác chết, có khi cái hang động đó lớn thì trở thành cái mồ của nhiều xác chết nằm trong đó. Có khi hang động nó nhỏ thì một người. Và Chúa Giê-xu nằm trong cái huyệt mộ trong đá, là huyệt mộ mới, chưa có ai chôn bao giờ. Ha? Và Chúa nằm trong đó. Thế rồi sau khi đã đưa xác người vào rồi thì người ta sẽ tìm một phiến đá cho đủ vừa cái cửa hang, lắp cửa hang lại, lắp cửa mộ lại. Khi lắp cửa mộ như vậy, người Do Thái có một niềm tin rằng người chết ở lại đó mãi đi, đừng có ra, bởi vì đi về thì làm cho nhiều người sợ lắm. Thế giới của sự chết và thế giới của người sống coi như dứt khoát. Thành ra người ta lắp cửa hang cũng là một cách để nói rằng người chết nhốt lại trong đó. Vậy mà thánh nữ Maria Magdalena ra mồ, và người ta cũng không bỏ vào hòm để chôn táng đâu. Khi hạ xác Chúa Giê-xu xuống chẳng hạn, thì các môn đệ của Chúa mới lấy vải bó xác Chúa lại, toàn là vải mới, và lấy dầu thơm, lấy mộc dược xước trên thân xác của Chúa xong. Và cũng như bao nhiêu người Do Thái khác, người ta đem xác Chúa vào trong cái hang đá ấy. Và hang đá này mới, cho nên chỉ có mỗi mình Chúa thôi, mới xác Chúa thôi. Và thánh nữ Maria Magdalena cũng như các môn đệ của Chúa đều chứng kiến việc đưa xác thầy mình từ trên thánh giá xuống, rồi đưa xác thầy mình vào trong huyệt mộ kia, chứng kiến rõ lắm. Vậy mà đầu ngày thứ nhất, tức là ngày Chúa Nhật hôm nay, thánh nữ Maria Magdalena ra mồ với ý là cho thêm dầu thơm vào xác Chúa thì sao? Xác thầy mất tiêu à? Đâu rồi? Đá thì lăn ra khỏi cửa mộ, và xác của thầy mình, xác của Chúa Giê-xu không còn trong mộ nữa. Thánh nhân sợ hãi, và điều đầu tiên nhập vào trong đầu của thánh nhân là gì? Ai đã ăn cắp xác thầy tôi? Và bây giờ tôi phải tìm cho được cái chỗ mà người ta ăn cắp để xác thầy, để tôi mang xác thầy tôi về. Ai đã ăn cắp? Cho nên sợ quá, hãi hùng quá, khủng khiếp quá, thánh nữ Maria Magdalena chạy vội về báo tin cho các thánh tông đồ. Thì tông đồ Phêrô và tông đồ Gioan lất đật chạy ra mồ.
để xem sự thể. Lạ lùng thay, kẻ nào ăn cắp xác Chúa mà lại nào là cái khăn ở trên đầu Chúa, quấn đầu Chúa bây giờ để gọn lại một bên, rồi cái dây buộc cái xác á, khi mà quấn khăn lại thì có dây buộc xác để gọn lại, xếp gọn lại. Cha hỏi các bạn này, khi một kẻ đi ăn cắp, nó hốt xác đi chứ nó mắc cái gì, nó phải gỡ từng miếng, nó để từng nơi cho gọn, nó xếp lại, khăn che đầu để một chỗ xếp lại, dây buộc để một chỗ xếp lại, các khăn liệm khác để một chỗ dưới chân xếp lại gọn ghẽ. Bây giờ mà ăn cắp mà lo mà xách xác mà đi chứ, đúng không? Bạn nào hay ăn cắp đâu nào, giơ tay cho xem. Bạn nào ăn cắp đâu, trời ơi sao cỡ nào có người giơ tay vậy trời. Ăn cắp cũng giơ tay à? Thế chúng con bây giờ đi ăn cắp xoài của nhà thờ ngoài kia chẳng hạn, bị cây xoài ngoài kia lúc này nó hết trái rồi chứ lúc sai lắm, lúc trước có sai lắm, nhiều người tới ăn cắp lắm. Thế thì hái trái xoài bỏ vội vào túi mà lo mà chạy, chứ ở đó mà xếp cái cây hái xoài một chỗ, xếp cục đá nằm chỗ, xếp lá xoài cho nó gọn lại một chỗ, có không? Đâu có. Lo mà nó chạy tưng bừng trời đất đi chứ, nó lo mà nó chạy dắt giò lên cổ nó chứ, nó sợ hội đồng giáo xứ thấy chặt giò nó làm sao, đúng không? Hội đồng giáo xứ không chặt giò đâu, cha nói chơi thôi. Nhưng mà chúng con đừng ăn cắp xấu lắm ha. Thế thì kẻ ăn cắp có bao giờ mà nó ngồi lại, nó xếp từng tí từng tí từng tí đâu, cho thật gọn gàng, cho thật đẹp đâu. Cho nên Thánh Phêrô thì không biết thế nào, nhưng Thánh Gioan thì khi ra đến mộ nhìn thấy tất cả quang cảnh ấy, Thánh Gioan bảo rằng Ngài đã tin, Ngài đã tin Chúa đã sống lại. Và từ ngày ấy nhiều lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra. Như vậy là Ngài đã sống lại, chính Chúa đã sống lại trong đêm thứ bảy rạng ngày Chúa Nhật, cho đến sáng sớm ngày Chúa Nhật, ngày đầu tuần hôm nay, Thánh nữ Maria Magdalena không còn gặp xác Chúa nữa, thế thôi. Và từ đó tới nay, Hội Thánh rao truyền chân lý Chúa Kitô đã sống lại. Hồi nãy chúng con chào cha là con chào cha. Cha có nói là một tí nữa chúng ta chào nhau theo đúng ngày lễ. Thế thì đúng ngày lễ hôm nay có một lời nói hay lắm, tưng bừng lắm. Và lời nói đó vui mừng lắm. Lời đó lời gì con biết không? Alleluia. Đúng rồi. Bây giờ chúng con chào cha đi. Chúng con chào cha. Alleluia. Alleluia. La bao lên. Cha cũng chào chúng con. Alleluia, alleluia. Chúa chúng ta đã sống lại. Vỗ tay. Niềm vui của chúng ta là niềm vui lớn, niềm vui hãnh diện, niềm vui hạnh phúc, niềm vui tràn đầy, niềm vui không có gì có thể sánh nổi. Niềm vui chan chứa đến mức tràn ra bên ngoài để có thể nói với mọi người rằng Chúa sống lại, Chúa sống lại, Chúa sống lại. Alleluia, alleluia, alleluia. Bạn nào còn nhớ cái lời mà lúc đầu thánh lễ khi cha đi rải nước thánh, cái lời bài hát cất lên đó, còn nhớ không? Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những đâu thì ở đó, sao? Ở đó được sinh sống lại và reo lên alleluia. Lời ca alleluia, lời hân hoan alleluia của chúng ta không dịch ra tiếng Việt được, nó nói lên niềm vui mừng cả thể. Cho nên hôm nay cha ôn lại cho chúng con một chút và dạy chúng con cho nó đúng hơn về ngữ nghĩa của giáo lý của nhà đạo chúng ta như thế, để chúng ta ý thức niềm vui phục sinh lớn lắm trong đời mình. Vì Chúa không chỉ sống lại rồi thôi, nhưng người sống lại là để cho chúng ta sống lại. Người sống lại là để mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Người sống lại là để cứu độ tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta vui mừng, nhảy lên reo hò, alleluia. Alleluia là niềm mừng vui lớn lắm, niềm vui cá thể.
Thành ra để kết thúc bài giảng hôm nay, một lần nữa chúng con cùng với cha lặp lại lời chào nhau, nhưng cũng là lời tuyên xưng đức tin Chúa sống lại. Alleluia, alleluia, nói to lên nào. Nhanh quá à, nhanh quá à, còn chữ Chúa sống lại chi. Bây giờ nói lại này, Chúa đã sống lại. Alleluia, alleluia. Rồi, lần thứ hai nhé. Chúa đã sống lại. Alleluia, alleluia. Lần thứ ba, Chúa đã sống lại. Anh chị em và chúng con thân mến, trong niềm tin phục sinh lớn lao ấy, giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.